Sài Gòn luôn vui tươi, nhộn nhịp, vận động không ngừng nghỉ theo thời gian. Nhưng ở góc khuất nào đó trong cuộc sống, vẫn còn những người đang sống âm thầm, lặng lẽ, mặc cho cuộc sống này có khó khăn đối với họ như thế nào. Họ vẫn mỉm cười mỗi ngày. Nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến hôm nay đó chính là ông cụ 78 tuổi, thường được gọi với cái tên thân thương là ông Năm Kẹo Bông Gòn. Với đôi mắt nhăn nheo, miệng mớm, vẫn cười tươi mỗi khi thấy bọn trẻ con tròn xoe đôi mắt với chiếc xe đẩy bong bóng, trong chóng và kẹo bông gòn đi ngang qua. Năm nay 78 rồi. 78 rồi, vậy là còn khỏe quá không hả? Nhà đi bán đó, da nó khỏe. Ở nhà ông Năm có con cái gì không? Nhà có 6 đứa con mà nó có chồng có vợ với quê hết rồi. Quê nó không biết nó đâu, nó có chồng không biết nó ở đâu. Mà với quê, lâu lâu nó cũng lên thăm. Giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn, tìm được một chiếc xe kẹo bông gòn đã khó. Tìm được một người làm kẹo bông gòn bằng thủ công như ông Năm còn hiếm hơn. Ông Năm gắn bó với nghề kẹo bông gòn đã hơn 50 năm và làm trụ cột trong gia đình gồm 3 người, ông, vợ và con trai bị tai nạn lúc nhỏ. Ngày ngày, ông Năm đạp chiếc xe ba bánh cà tàng đầy đủ sắc màu của mình đi hết các trường mầm non, trường tiểu học trong khu vực quận 8 để bán kiếm tiền. Mỗi cây kẹo bông gòn với giá rẻ bèo, chỉ 3.000 đồng một cây. Vợ với thằng trai bị xe đụng giờ nó gãy chân, giờ nó không đi làm gì được hết. Để nó nhà chỉ lo con nước con bà thôi. À, anh nó bị vậy lâu chưa hả? Lâu rồi, bị rồi nhỏ. À. Bị rồi nhỏ tới giờ. Đi đứng thì cũng khó khăn. À, đi đứng thì cũng về cũng được, nhưng mà không có đi ra. Đi làm gì được hết đó. Dạ. Là cứ ở nhà từ hồi đó tới giờ vậy? Ở nhà chỉ ở nhà hồi đó tới giờ. Vậy mình có nhận đồ về nhà làm không anh? Nhận gì đâu có. Ở nhà này á, cháu nó đi mua về làm. Mua đồ làm trong trống nè. Và bông bóng qua chợ lớn mua. Là trong trống là ông Năm tự làm hay là mình mua? Tự làm. Tự làm luôn? À. Mấy con trong trống thì ông Banh Năm bán bao nhiêu một cái? 7.000. 7.000, trong bông bóng bao nhiêu? Bóng 10.000. Bóng 10.000, còn kẹo? Kẹo 3.000. Cô ở nhà có làm gì không? Ở nhà làm gì? Vậy ông Năm bán được cái này là bao lâu được? Bán này mới nha, gần 50 năm rồi. Gần 50 năm rồi? À. Vậy là chắc là bán từ hồi ông Năm còn trẻ luôn á nhờ con nhờ. À, mấy tuổi bán rồi. Không mấy. Mà sao hồi trẻ ông Năm không sức khỏe trai tráng vậy, ông Năm không đi kiếm nghề làm? Thôi, thấy đi bán rồi thấy ta làm mấy chỗ làm đó, ta mướn người làm như làm hồ làm này kia đó. Ta la lố chửi mắng, ra thấy bực bội quá, thôi không nhớ không làm. Để làm này á, mình làm chủ lấy mình, nó khỏe. Dạ đúng rồi. Khỏi ai là mắng chửi mình. Đi làm không có ăn gì hết á. Chỉ đi bán về nhà ăn cơm thôi. À, cơm vô nghỉ. Nghỉ về chiều bán tiếp. Tối về ăn cơm rồi. Thân hình gầy gò, đầu bạc trắng, da đen nhiễm, mặc chiếc áo cũ sờn bạc màu. Những lúc nào miệng ông cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ngoài việc tự làm kẹo bông gòn, ông Năm còn làm cả những chiếc trống trống để bán, bởi vì không đủ tiền mua trống trống làm sẵn. Ông Năm buộc phải tự mình cắt dán, làm nên những chiếc trống trống mộc mạc, đầy màu sắc. Rồi, hôm đó có khi bán được, ta ba lấy ra cho tiền đó. Giờ cái gặp hai chồng đó mua 30.000, ba cái bông bóng, cái nó đưa tờ giấy 20 mà nó vẽ số năm bên 500, một bên số 20, nó đưa ra cho nhiều tiền thổ giáo chơi. Trời ơi, giờ mới ship lại mới rồi số 20 ra, buồn quá muốn khóc đi. Cái nhỏ đi ngang chạy chấm củi đó thấy ông vậy thì ra nó dẫn tới mấy thằng ăn nhậu ở chạy chấm củi, nói ông già bị gạt vậy đó, mấy chú giúp đỡ cho ông đi. Thì người cho 100, 200, 50, 30 á, gom góp được 400 mấy thôi về. Giờ cái nó xin tiền đó cái nó chụp hình lên mạng luôn. Giờ người ta thấy vậy cái ta lại cho người 500 triệu được mấy triệu à. Rồi có một cái đợt dịch á, ông Năm trường học đâu có đi học đâu, ông Năm có
đi bán. Bán không được, trời ơi, bán buổi sáng đi bán được 10 ngàn, mười mấy ngàn, 12 ngàn, 15 ngàn. Rồi về, tới trưa giờ về, về cái ăn cơm nghỉ ngơi. Về vợ chồng cũng có ăn gì nhiều hết. Chỉ mua nửa cứ cá, hai chồng ăn đủ rồi, nửa cứ cá 20 ngàn. Bây giờ cơm nhà có rồi ăn thôi. Đi đường cũng như anh ta đi đường thấy ông già cực khổ á, người cho 50 trăm rồi vậy đó. Dạ. Có người cho 500, trời ơi, mừng dễ sợ luôn á. Có đỡ không rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, thay vì sống xung vầy an nhàn bên con cháu, nhưng đối với ông Năm đó chỉ là ước muốn, bởi ông không được như vậy. Thu nhập mỗi ngày của ông tùy thuộc vào sự may mắn. Có ngày ông bán được 20-30 ngàn, có ngày lại chẳng bán được cây kẹo bông gòn nào. Bán khui là thôi. Hồi còn trẻ đi vòng vòng đi xa lắm á. Hồi trẻ đi quận 7, quận Tân Bình gì đâu, đi tùm lum hết. Còn trẻ đạp xe đạp kìa, chứ không phải xe này. Xe đạp đi á, đi vòng vòng quận này quận kia, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, đi tùm lum hết. Giờ già rồi, giờ hôm đó đi cái té xuống cái chiếc xe kia, xe đạp, rồi mới mua chiếc xe này. Xe này ông Năm mua bao nhiêu? 1 triệu. Cũng là lúc đó là tiền bán mình ở đâu mà mình có mà mình mua? Dạ, anh ta cho đó, anh ta gom góp rồi mấy người cái bán xong rồi cái qua chợ, qua đường chợ Trong Củi nè, hồi đó tới 6 giờ mấy về. Dạ. Về là mình nghỉ ngơi luôn chứ mình đâu có bán không hả? Về nghỉ ngơi. Dạ, dạ. 6 giờ mấy về nghỉ chứ bán gì nữa. Từ nhiều năm nay, những thế hệ học sinh Sài Gòn đã quen thuộc với hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng đầu, nụ cười giòn tan, phúc hậu bên chiếc xe đạp, bán kẹo bông gòn ở trước trường với lời rao thân thương, kẹo bông gòn đây. Con có thường mua kẹo bông gòn của ông Năm. Con có thường mua kẹo của ông Năm. Con thấy kẹo như thế nào? Dạ, con thấy kẹo ngon và rất dễ ăn. Con thấy ông Năm lớn tuổi vậy mà còn phải đi buôn bán kẹo bông gòn, con thấy ông Năm rất cực. Con có thường mua kẹo của ông Năm không? Dạ có, lần qua con mới mua xong. Con cảm thấy ăn kẹo của ông Năm như thế nào, kể cho con nghe coi. Dạ ngon, ngọt, ăn vô nó tan trong miệng, rất là ngon. Giờ con thấy ông Năm lớn tuổi mà còn bán vậy thì rất là tội nghiệp. Tụi con thấy ông Năm bán đây lâu chưa? Dạ lâu rồi con. Dạ con ăn, con cũng ăn kẹo của ông lâu rồi. Rồi các con thấy ông như thế nào? Dạ rất là tội nghiệp, rất là già. Cho dù biết bản thân chẳng còn bao sức lực, những ngày tháng còn lại ở trên cuộc đời, nhưng ông Năm vẫn luôn lạc quan, nghĩ về phía trước, nhìn hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng, nụ cười hiền hậu, cặm cụi xoay những chiếc kẹo bông gòn trắng tinh, đôi khi mệt dừng tay lại nghỉ với đôi vai ướt đẫm mồ hôi